Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì hôm nay em đi bãi được vài món đồ này anh em, với lại còn là một ít hàng cũ em sẽ giới thiệu đến với mọi người. Thì anh em mình xem có cái món nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em ha qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966924801 nha mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là phần tiêu đề. Rồi, thì đầu tiên thì trong kho em còn lại mấy cái vò nước nè anh em. Đầu tiên thì còn 10 vò, chung là tính chất của mình là hàng nói chung còn khá là đẹp nha. Hàng này là hàng kiểu người ta trưng bày thôi, gắn người ta trưng bày nên là anh em thấy ti răng đồ còn rất là mới nè. Và những con này thì chất liệu của mình nó là bằng đồng thao nha, làm bằng đồng 500 không có hít. Xi bên ngoài là lớp mà xi chrome nickel sáng bóng rất là đẹp. Đó. Về hình thức thì nói chung anh em mình nhìn thấy nó còn khá là mới nha mọi người. Về anh em mình có thể mình gắn vào tường. Thì con này là cái răng của mình là răng 21, răng thông dụng anh em mình hay dùng ha. Đó, và con này nó đến từ thương hiệu hãng Sang Ai, một cái thương hiệu hàng nội địa Nhật cũng rất là nổi tiếng ha. Rồi từ tâm tường mà ra tới đầu vò này thì hơn một găng tay em ha. Thì cụ thể là chiều dài của mình là 27 cm, có thể gạt qua gạt lại ha, có thể gạt qua gạt lại. Đó, bằng đồng thao ha, mà bên ngoài lớp chrome nickel, đây là cái vò khuôn của mình. Đó, thì hiện trạng của mình là nó còn khá là đẹp nha anh em. Thì anh em nào thích cái vò này mọi người mình chốt giúp em mã số là T1 ha. Giá của mình là 360.000. Đây, mã số của mình là T1 giúp em nha, 360. Tiếp theo T2. T2 thì cũng vậy nha, của Sang Ai luôn, hai con giống nhau cùng một thương hiệu. Đó. Con này thì anh em thấy ti răng nó còn mới luôn này, bên trong nó còn rất là đẹp nha. Đó, cái lõi bên trong là nó còn mới luôn. Cái này thì gần như là chưa có xài luôn nha. Đó, chưa có xài, chưa có gắn nè, anh em thấy cái ti răng nó còn mới tinh nè. Đó, thương hiệu hãng Sang Ai này. Về hình thức nước xi đồ còn rất là mới nha, không có bị trài tróc gì hết ha. Đó. Rồi con này còn đẹp còn mới ha, giá 380 nha anh em. Con này là T2 này, 380.000. Thì cái loại của thương hiệu hãng Sang Ai này thì chỉ có hai con, có hai con. Tiếp theo thì em hãng sẽ giới thiệu hãng KVK, cũng y vậy thôi nha anh em, mà nó khác cái tên hãng thôi. Thì KVK là Sang Ai đều là hàng nội địa Nhật, và cái độ bền của nó chung nó là bằng đồng nên là cái chất lượng nó khá là cao nha mọi người. Tình trạng hiện trạng những con này nói chung là đều nó còn mới hết nha. Đó, ti răng này anh em mình thấy nó còn nguyên zin hết ra. Đó, đây người ta có gắn vào cái dụng cụ để người ta trưng bày thôi nên là anh em mình thấy nó còn rất đẹp này. Cái màu đồng khi người ta gắn vào thì nó tróc ra cái màu đồng rất là đẹp ha, đồng thao. Đó, và xi nhúng một lớp chrome nickel nên là anh em thấy nó sáng bóng nó đẹp ha. Đó. Rồi con này cũng tương tự ha, răng của mình là răng 21, răng thông dụng, cho có thể gạt qua gạt lại, và tính từ tâm ra tới đầu vò là được 27 cm luôn. Rồi con này cũng 360.000 ha, mã số là T3 giúp em. Đây, mã số là T3 nè, 360. Tiếp theo T4 thì con này cũng vậy nha, cùng một thương hiệu hãng thôi ha. Đó, em quay cái hình thức cái ngoài hình bên ngoài thôi cho anh em mình đánh giá, mình xem mình chọn thôi, chứ còn con nào cũng như con nào thôi anh em. Nó răng cổ nó còn rất là đẹp này. Đó, màu đồng nó lộ ra nữa ha. Đó, đây. Còn ngon lành hết. Rồi KVK 360.000 một con ha. Đó. T4 ha, 360. Tiếp theo T5. Đây. Đó, KVK. Còn đẹp hết ra. Đó. Đầu voi rồi còn đẹp hết nha anh em. Đó, cùng một thương hiệu KVK. Rồi, T5 ha. 360.000. Đó. T5 ha, 360. Tiếp theo. T6. Đó, nên mình thêm nước ngoài thôi, cùng một thương hiệu hoa KVK. Đó. Chung là hàng còn rất là đẹp nha anh em, nước xi được còn rất là đẹp. Đó. Rồi, KVK luôn ha, T6. 360.000. Ha, T6 360 ha. Tiếp theo T7.
anh em tham, cùng một thương hiệu, anh em mình chỉ xem cái ngoại hình bên ngoài thôi chứ còn nó như nhau hết ra, nó còn mới hết ra. Màu đồng ha. Nào như thế nào thôi. Rồi. T7 360.000. Ha. T7 360. Theo T8. Nói chung là cái loại này thì còn 10 cái thôi. Hôm qua về cũng bán một ít rồi anh em ạ. Màu đồng ha. Đang 21 gạt qua gạt lại. Rồi con này là T8 ha. T8 360.000. Tiếp theo T9. Nè. 10 vò này là còn 8 vò là con KVK này, 2 vò con xăng ai thôi. Đó, xì nữa nên mình nhìn thấy ngoại hình còn khá là đẹp ha. Rồi con này T9 ha, 360.000. T9 giúp em ha, 360. T10. Nè. KVK ha, khá là sáng bóng, khá là đẹp. Gạt qua gạt lại đi ha. Rồi T10 360 ha. T10 360.000. Tiếp theo T11. T11 thì em có một cái đầu lét léo. Đầu lét léo của thương hiệu hãng Tone ha, 1/2. Đường kính 12.7. Chúng anh em dùng máy bán là được ha. Một cái đầu lét léo 1/2 ha. T11 80 ha. T11 giá 80.000. Của thương hiệu hãng Tone 1/2, đường kính 12.7. Theo T12 cái cục đầu chuyển ha, từ 1/2 này lên 3/4 là 12.7 lên 19.05 á, thương hiệu Tone luôn đó. Em xem này, Tone ra bên góc cạnh nó còn khá là ngon lành. Rồi anh em thích cái đầu chuyển của Tone này, T12 cái đầu chuyển này em để giá là 100.000. T12 ha, cục đầu chuyển là 100. T13 thì em có một cái đầu của Koken, cái đầu là không biết là để kẹp taro hay là kẹp gì này đó, cái đầu thiết kế ba cạnh như thế này ha, nó để là 3/8 của Koken ha. Saben 9.5 chừng 6.35, chỗ này là 6 cạnh nên là rất là chắc chắn luôn. Rồi con này T13 giúp em nha, đầu Koken em để giá 80. T14 một cây cần siết gạt gù 3/8, đường kính là 9.5, còn khá là mới của thương hiệu KTC Kitotun ha. Cần siết gạt gù của KTC ha, đường kính là 9.5. Chiều dài của mình đo được là tầm khoảng 25 cm. Rồi anh em mình thích cây cần siết gạt gù này, T14 giúp em ha, 130.000, khá là mới ha. T14 130. T15 một cây cần tự động của thương hiệu Asahi. Về hình thức thì nó không có mới nhưng mà anh em mình sử dụng cũng ok ha. Đó, ốc vít ngoại hình. Đó. Thương hiệu hãng Asahi nha anh em. Đây là dây xích đời cũ. Này có một chữ Japan. Hoạt động ăn cấp độ hoạt động ngon lành bình thường ha. Anh em mình mua về mình xài mình sử dụng. Rồi anh em thích cái cần tự động của Asahi này, mọi người check giúp em, T15 ha, cái cần tự động Asahi này em để giá 200.000, 1/2 đường kính là 12.7 ha.
T15 200, T16 thì con này xịn, con này của top ha. Đó. Cái này của top, dòng là dòng bánh cốc ray nhuyễn 1/2 ha, đường kính 12.7, còn rất là đẹp ha. Đây, channel thay đổi này ha. Ha, ngay bánh cốc ray nhuyễn nha anh em, cốc ray nhuyễn. Đảo chiều thì single anh em mình xoay cái núm này nè, đó, kiểu cái tập là ok. Đó. Hoạt động rất là nhẹ nhàng, trơn tru nha anh em. Còn đẹp luôn. Nên thấy này ngoài hình nước xi, nước da rồi còn rất là mới ha. RH4 này. Top này, giao dít nhiều đời cũ này, da ben này đầy đủ ha. Đó. Anh em thấy ngoài hình còn đẹp nha anh em. Nước xi đồ này nó là còn rất là ngon. Đó. Rồi, cũng là 1/2 mà hàng của top này rất là chất lượng nha. Con của top này em để giá 250. T16 giúp em nha. Đây T16 250.000 càng của top. T17 thì em có hai cái tép cưa mới chưa xài của Nachi. Đó. Đây hai tép mới chưa xài chưa có cưa đó luôn nha. Này lưỡi cưa sắt. Hình như là cái tép này là đem qua 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 12 lưỡi nha anh em. Đây. Anh em mình xem một tép như thế này là 12 lưỡi này, 2 4 6 8 10 12 lưỡi. Ha, một tép của Nachi 12 lưỡi mới chưa xài nha. Nó còn tăng giá này luôn nha anh em. Chưa có khơi. Đó. Của thương hiệu hãng Nachi ha. Này made in Japan này, thép XX7 nha. Đó, 12 sản phẩm ha, một tép này là 12 lưỡi. Hàng của Nachi made in Japan ha. Đó, nói chung là hàng mới chưa xài nên là anh em mình an tâm ha. Lưỡi cưa của Nachi thì nói chung là rất là chất lượng rồi. Rồi anh em thích cái lưỡi cưa của Nachi này em có hai tép nha. Tình trạng của mình là còn mới chưa xài, nó còn trong cái bao ni lông như thế này luôn. Rồi một tép của mình là 150.000 bao ship ha. T17 12 lưỡi nha anh em. Tổng cộng tới 12 lưỡi là T17 150 ha. Ha, T17 150.000. Một tép có hai tép ha. T18 thêm có một cái dụng cụ giống như là để doa lỗ này anh em. Đó, đây nó thiết kế kiểu như thế này ha. Đó cái đầu của mình lên như thế này. Của thương hiệu Nuga ha. Nuga. Đó, cán nó còn đẹp. Đó. Này em như cạo bao via gì thì em cũng không rành. Đó nên mình xem ha, thông số, kích thước. Rồi cái phần này thì em đo được cái phần rang này. Là tầm khoảng là 16 ly. Phần này thì nó tầm khoảng là 12.5. Đó. Ha. Còn cái chiều dài tổng thể của mình là nó dài tầm khoảng 20 cm ha. Rồi cái con này em để giá cho mọi người là 150.000 ha, còn khá là đẹp nha anh em. Đó. T18 150 ha. T19 tương tự vậy luôn, cái này thì nó nhỏ hơn. Này thì cái đầu mũi nó nhỏ hơn, là thiết kế cái phần đai nó nhỏ hơn con kia nha anh em. Này. Thì em đo cái phần cái chiều này bự nhất đó là được tầm khoảng là 98.5 nè. Còn cái phòng mỏng này là tầm khoảng là 7.5. Đó. Này thì thiết kế nó nhỏ hơn. Nó cũng gắn bằng cái cố định bằng cái lục giác ha. Đó cái ốc lục giác như thế này. Đó. Còn đẹp hết nha anh em. Đó, thương hiệu Noga này, chuyên dụng cụ cơ khí nạo bao via đó ha. T19 ha, cũng tương tự 150.000 ha. T19 150. T20 thì cái này thì quen thuộc này, nó cái dụng cụ nạo bao via này. Có hai cái của Noga đâu ha. Đây. Đầu tiên con này đây, cái thiết kế cái đầu như thế nào nha anh em. Đó, để mình có thể mình nạo bao via được ha. Đó. Noga này anh em. Rồi, con này thì cái phần làm đo được đường kính tròn là 10 ly nha, tầm khoảng 10-10.5 á. Chiều dài tầm khoảng là 16-17 cm của Noga luôn nè. Rồi con nạo bao via kiểu dáng này em để giá cho mọi người là T20 ha. T20 con này giá 120. Hàng của Nhật ha, Noga nha anh em. T20 120. T21 cũng vậy luôn nha anh em. Này, con này bên trong như nó có này, nó có thêm những đầu mũi đi kèm này. Đó nó có thêm một cái mũi đi kèm nha anh em. Đó, con này bên trong nó có một cái mũi đi kèm nữa. Đây, Noga luôn này. Đó bên trong là nó có cái đồ nhỏ, còn bên ngoài là cái đồ bự ha.
Còn máy con kia thì không có. À, con này có không ta? Không có. Đó, con này không có ha. Rồi thì con này nó có cái mũi xe cua bên trong ha. Con này giá 150 luôn nha anh em. Nó có cái mũi xe cua bên trong nữa. Cái mũi nhỏ, còn bên ngoài là cái mũi bự ha. Con này 150 ha. T21. Đó, 150 ha. Rồi tiếp theo T22. Một cây lục giác của Đức ha, của Wiha nha anh em. Wiha Shopbit nè, Made in Germany nè, sản xuất ở Đức ha. Đó, con này là T15 nha anh em. Cái này là đầu hoa thị T15. Còn mới ha, đẹp, không có bị mòn miết nha anh em. Đó, đầu T15. Rồi anh em thích cái đầu T15 của Wiha này, nó dài 20 cm. Anh em để giá 80 ha. T22 80.000. T23 là em có một cái bộ giữa kim cương của Nhật, rất là ngon ha. Rất là mắc tiền luôn đây. Đó. 5 cây mà nó rớt mắc cây rồi, sản xuất ở Made in Japan này. Đó, 5 sản phẩm mà nó bị mắc một cây rồi. Là diamond, nói chung là vua kim cương nha anh em, rất là ngon này. Đó. Hàng của Nhật đàng hoàng ha, mới tin chưa có xài. Đó anh em không? Đó. Vua nhuyễn ha. Này chỗ rất là nhuyễn luôn. Cái này thì mình đo được là 7.5 ha. 7.5 nè. Cái độ dài này là được 1.5 ly ha. Độ dài 1.5 ly. Rồi chiều dài sử dụng của mình thì nó đây, cái phần tới phần này thì nó tầm khoảng là 10 ly. Chiều dài tổng thể tính luôn bằng cán dài tầm khoảng 17-18 cm ha. Đó, bộ này nguyên zin của nó là 5 cây mà ở bãi rất bắn cây rồi, mới chưa xài ha. Đó, rồi cái bộ 4 cây này em để giá cho mọi người mã số là T23 nha. T23 cái bộ giữa của Nhật ha, Made in Japan, rất là mắc tiền luôn. Bộ này em để giá 150.000 cho 4 cây ha. Cây 3 mấy nghìn thôi. T23 ha, 150. T24 là một cây kìm ép cốt của Izumi ha. Này ép được là 1.25 này, 25.5, và lớn nhất của mình là cốt 8 ly. Đó, Izumi ha. Dòng zip đời cũ này. Ren cổ đồ hoạt động còn ngon lành hết. Rồi, anh em là thích cây kìm ép cốt của Izumi này, nó dài 27 cm. Này em để giá 220.000 ha. T24 giá 220 bao ship ha. T24 220. T25 một cây búa đinh nặng nửa ký của Đốc Du ha. Con này đầu búa còn rất là đẹp nha mọi người. Đầu búa còn rất là đẹp, rất là mới nè. Đó. Đây. Đó, nó có vài cái chấm đen này ngay chỗ thân thép thôi chứ không có vấn đề gì hết. Cán nó còn đẹp nè. Của thương hiệu Đốc Du ha, của Nhật. Đó. Cái này thì nó dài tầm khoảng là 33 cm, nặng nửa ký. Rồi cái búa đinh này em để giá là 170.000, mã số là T25 ha. T25 170. T26. T26 thì em có một cây cuộn thước dây 10 m dòng pocket của Nhật ha, Tajima Engineer. Đó. Này, cuộn này 10 m ha. Đó, sợi da thước thì anh em mình thấy nó có vàng vàng đốm đốm, do mình để bãi lâu ngày thôi, nhưng mà chữ số rồi nhìn rất là rõ ràng nha mọi người. Đó, 10 m này giao dịch nội địa Nhật này, Tajima này, Made in Japan em ha. Sợi da thước thì nó hơi cũ á, tại vì nó để bãi nó hơi vàng vàng, thấy anh về có thể mình lau thêm. Đó, nhưng mà bù lại thì chữ số rất là rõ ràng ha. Đó. 30 m sợi da thép ha. À lên số đi mọi người, 10 m sợi da thép ha. Đây là cái phần để anh em mình cuốn vào. Thì anh em thích cái cuộn thước dây 10 m này. Mọi người cho giúp em mã số T26 nha. Cuộn này em để giá 130. 10 m ha. T26 130.000. T27. Cuộn này 20 m ha. Đó, y hệt nhau thôi mà cuộn này nó dài hơn 20 m, sợi dây thép luôn. Đó, tại chỗ này nó có bị vàng vàng thôi nhưng mà cũng rất là ngon ha. Đây. Đó. Nó giữ được điện Nhật, sợi dây bằng thép luôn nha anh em. Đó. Vì anh em mình có thể lau chùi thêm, còn bên trong mà nó còn mới này. Đó, tại bên ngoài người ta hay sử dụng hay kéo này là nó vàng vàng thôi, còn bên trong mà chữ số nó mới căng luôn ha. Rồi cuộn này 20 m em để giá cho mọi người là 160.000.
Đó, cuộn này 20m 160 ha. Đó, cuộn này nó xấu hơn cuộn hôm qua một tí thôi, nhưng mà sử dụng cũng rất là ngon. T27 160. T28. T28 một cây mỏ lít ngang của thương hiệu Hoàng Top ha. Đó, rang cỏ rồi còn rất là ngon nha anh em. Đó. Nước xi rồi còn mới này, trắng đẹp. Có một chữ Japan đóng nổi trên này. Đó, của thương hiệu Hoàng Top, size là 280 nha. Đó, đường mới ngầm của mình nó mở được là 7cm nha anh em, 70mm ha. Rồi cái cây mỏ lít ngang của thương hiệu Hoàng Top này T28 giúp em nha. Rồi con này cũng mới đẹp, giá 200. T28 200.000. T29. T29 thì em có một cây còn một cái lưỡi cưa thôi. Hôm qua hai lưỡi mà bán một lưỡi là còn có một lưỡi thôi. Mới chưa xài nha anh em, còn đang bọc luôn. Này nó chuyên để phai rảnh. Đây. Nó cái lưỡi cưa của mình nó đang nó sẽ xéo xéo như này, nó sẽ phai được rảnh ha. Tại vì có đồ gái nên thấy nó xéo xéo nên nó sẽ phai được rảnh. À, và cái rảnh của mình nó sẽ phai được từ là 3 ly cho tới là 15 ly. Đây mới chưa xài nha anh em. Còn đang bao bì rồi này ngọt ha. Đây. Rang của mình là lưỡi nó đến nó hợp kim ha. Đó, đồ gá của mình như thế này nè, đó. Nên thấy nó xiên này nó sẽ gá như thế này ha. Đó, và nó sẽ có cái mức tăng chỉnh luôn. Thí dụ anh em mình phai cái rảnh máy ly thì mình tăng chỉnh theo cái thông số bên trên này ha. Ví dụ 3 ly này 3.9 4.5 đó thì mình sẽ đưa đây. Lúc này rồi mình kẹp lại thì nó sẽ cứng lại ha. Cái cốt tròn này là cốt tròn 15mm nha anh em, 15mm ha. Đó. Còn đường kính lưỡi của mình là 120, mới chưa xài nha. Lưỡi mới 100% chưa xài thì còn đúng có một lưỡi thôi ha. Còn đúng một lưỡi, giá 100.000 thôi anh em. Đó, T29 ha. Còn đúng một lưỡi, T29 100. T30 thì em còn một cái bịch mũi khoan 7.4 ha, của thương hiệu hãng STD này của Nhật nha, sản xuất tại Tokyo Japan này. Rồi về cái lưỡi này thì nó mũi này nó chưa có xài nha anh em, chưa có xài này, anh em mình thấy cái lớp dầu bảo quản này nọ là nó thấm cái phần giấy bạc nó thấm vô này chứ nó chưa có xài nha. Đó, mũi mới 100% chưa có xài. Và mũi của mình là mũi 7.4 ha. Đó, giao dịch đầy cũ này anh em thấy không, giao dịch đầy cũ. Đó, có giao dịch nội địa đàng hoàng nha anh em. Đó, mũi 7.4 và một cái bọc như thế này là cũng có 6 mũi. Thì anh em mình thích 6 cái mũi khoan của Nhật. À, 7.4 này mọi người cho giúp em T30 nha, còn có đúng một bọc thôi. T30 100. Tiếp theo. T31. T31 thì đây, em có một cây cờ lê cho anh em mình làm điện lạnh ha. Cái này là của thương hiệu Rabunai, số của mình là số 24 và số 27. Ha, 24 và 27 của Rabunai nha. Đó, đầu miệng cờ lê như thế này ha. Đó, thì anh em thích cái con cờ lê 24-27 này mọi người cho giúp em T31 ha. Con này giá của mình là 140. T31 140.000. Tiếp theo T32 là một con cờ lê lực của Tony Chi. Con này là 13 ly ha. Lực của mình là 190 RSB này, 4.9kg F gì đó. Đây, một con cờ lê lực 13 ha. Đó, đầu của mình là đầu vòng như thế này luôn ha. Còn mới đẹp ha, của Tony Chi. Đó, rồi con cờ lê lực 13 này nó dài tầm khoảng 23 cm. Con này em để giá là 250.000 nha. Cờ lê lực 13 của Tony Chi 250 thôi. À, T32. T32 250. T33 là một cái kìm mỏ quả của thương hiệu hãng Lotte, hiệu tâm hầm. Đó. Đây. Rang cỏ đồ còn ok ha. Đó, có một cái đầu để anh em mình mở ốc ha, dẹp. Đó, rang cỏ người ta có xài rồi nhưng mà còn sử dụng rất là ngon ha. Về ngoại hình anh em mình biết rồi, hãng Lotte hiệu tâm hầm này, size 250 ha. Rồi anh em thích cái kìm mỏ quả của Lotte này, T33 giúp em nha. Cái kìm mỏ quả này em để giá là 120. T33 ha, 120.000. 34 một cây kéo anh em cũng mới chưa xài, nhỏ nhỏ xinh xinh nên mình nhái được được cái ái ha, của thương hiệu Blade. Đây. Này, nó để thông số này nọ này anh em, mã vạch 49 của Nhật ha. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Mình thích không rỉ ha, stainless steel này, thích không rỉ ha, thương hiệu Blade. Bán lắm anh em, nhỏ nhỏ rất là bán ha. Cái kéo này thì nó dài tầm khoảng là 15 cm.
Rồi cái kéo này em để giá là cho mọi người là 50.000. Ha, mã số là T34. T34 50. T35. T35 thì em còn một cặp này ha. Một cặp lưới cát của Super VKS30 ha, này là VKS30 của Super này, made in Japan. Dòng này dòng BF cho này. Đó. Ha, anh em mình đang sử dụng cái lưỡi VKS30 của hãng Super này thì mình chốt về mình để dành mình thay thế mình sử dụng. Hai lưỡi này em để giá 100.000 ha. T35 100.000 cho hai lưỡi. T36 thì ba lưỡi. Đó, thì còn năm lưỡi em xé ra làm hai ha. Này nó để là cái chữ DA này, made in Japan thì em không biết. Đó cũng là VKS30 luôn. Dòng này là cái dòng đời, một cái series của nó là đời DA này, còn kia là BF. Đều là hàng nội địa Nhật, made in Japan hết ha, mới chưa xài hết nha anh em. Đó, lưỡi mới chưa có xài. Đó thì anh em mình mua ba lưỡi thì mình chốt giúp em T36 ha, ba lưỡi của mình 130 nha anh em. Ba lưỡi 130. T36 ha, của Super nha anh em mình đang dùng hàng của Super thì mình chốt T36 ha, ba lưỡi này cũng 130.000 thôi. Tiếp theo T37 thì giờ em qua mấy cái kìm. Tiên em có một cái kìm cạp của thương hiệu hãng KTC ha. Này giống như cặp đinh vậy á, EB150, nó dài 16-17 sen ha. Đây lưỡi còn ngon lành. Đó, một cái kìm cạp của KTC. Vỏ nó hơi cũ tí thôi nhưng mà còn dùng rất là ngon ha. Rồi anh em thích cái kìm cạp của KTC này, mọi người check giúp em. T37, cái kìm cạp này em để giá là 150.000 ha, của KTC. T37 150. T38 là một cái kìm cắt của Hozan. Đó. Đây một cái kìm cắt của Hozan ha, sản xuất nội địa Nhật. Đó, có hai lỗ tuốt. Lưỡi cắt nó cũng rất là đẹp ha. Đó. Vỏ màu xanh lá ha. Rồi anh em thích cái kìm cắt của Hozan này, T38 ha. T38 giá 80. 39. Cái này là cái kìm của thằng Japan này nè, đó thiết kế kiểu cái lưỡi dưới là nó tam giác, lưỡi cắt tam giác cái này ha. Đó, không có khít ha, đó, như thế này. Đó, bạn không biết là để nó làm gì thì em cũng không rành, anh em mình chuyên dụng thì mình có thể mình nhìn mình biết ha. Rồi cái này là T39 giúp em ha. Cái này em để giá 60. Của Nhật ha, có lò xo bóp này, T39. 60.000. Tiếp theo T40, một cái kìm cắt nữa của thương hiệu Hanbet ha, có dao xích nội địa Nhật này. Đó, lưỡi cắt là còn ok ha, có một lỗ tròn để tốt nữa. Đó. Trên cái đầu mũi này thì nó có hở sáng nhẹ một tí thôi, không ảnh hưởng gì đến việc sử dụng của mình ha. Một cái kìm nội địa Nhật nha anh em. Đây là cái dao xích để cũ nè. Đó. Rất là bán luôn, quan đặt ở chắc thép, rất là ngon ha. Rồi cái kìm cắt này em để giá cho mọi người là 60.000, T40 ha. T40 giá 60. Tiếp theo T41 thì em còn mấy cái đồng hồ nè. Đây, đầu tiên mấy cái đồng hồ dây da này. Có một cái con này, mày đồng hồ cũng còn rất là đẹp ha, về mình bỏ pin rồi mình xài thôi. Đó. Đây, máy của mình là MoVT Hồng Kông ha, máy được gia công tại Trung Quốc. Đó. Mạch màu vàng ha, mạch màu vàng. Rồi con này thì cái bản mạch đồng hồ của mình là bản mạch đồng hồ 23 ly ha. 23 ly. Rồi con đồng hồ này em để giá là 50 ha, T41, về bỏ pin mình xài nha anh em. T41 ha, 50.000. T42. Con này cũng vậy, con này là của Mongolia ha. Đó, màu vàng ha, mạch màu vàng. Mạch tròn. Sợi dây da ha, là đồng hồ mạch tròn. Đây, con này thì mạch đồng hồ của mình là 24 ly. Con này 50 luôn ha. T42. T42 50. T43, con này là sợi dây thép ha, của thương hiệu Q&Q này, Water Resist, là nói chung là nó có khả năng chống nước. Đó, Water Resist ha, nói chung là nó chống nước nha anh em. Đó, anh em mình mang mình tắm là bình thường, không cần cởi ra ha. Sợi dây bằng thép như thế này. Đó, này nút gài này. Đó, về mình bỏ pin mình có thể mình ra cho thợ nó tăng chỉnh cái tay mình nó hợp ha. Đó. Rồi con này là mạch kiểu thằng phần này mà đo được 2 cm này, đó cái phần nó là được 2 cm ha. Rồi cái đồng hồ này bằng thép giá 80 ha. Mã số là T43. T43 giá 80. Tiếp theo T44. Con này cũng mạch tròn này,
Thương hiệu của mình là thương hiệu Index ha, nó chữ số rồi rất là đẹp ha, mặt tròn đó. Japan anh em ha, Japan Movete, máy của Nhật nha, máy của Nhật rồi. Mặt tròn này của mình là được 23 ly ha, khoảng 23 ly, sợi dây da nhỏ đó. Về bảo bình mình xài rồi, con này em để giá là 60 ha, 60.000 ha. T44 60. Tiếp theo T45, con này đẹp nè anh em. Này dây của mình là dây cũng rất là mới luôn á. Đó, mặt số màu vàng ha, mặt màu vàng đẹp nè. Đó. Thấy không? Sợi dây là còn mới luôn anh em, con này là mới nhất trong bài. Mặt tròn 23.5. Đó, còn đẹp ha, này nữ đeo rất là đẹp luôn anh em, màu vàng ha. Rồi con này em để giá là T45 80. T45 ha, 80. T46. Đây con này ha. Đó, đây này Solimatex ha, mà khả năng chống nước là 53 ha. Anh em mình lặn sâu được hết ha. Đó, mang tâm biển là bình thường. Water resist ha. Sợi dây bằng thép luôn nha anh em. Sợi dây bằng thép của Q&Q. Đó. Con này mạch đồng hồ của mình là 27 ly ha. 27 ly. Rồi con này T46 80 luôn ha. T46 80. T47 đồng hồ nữ ha. Bên trong nó đính một viên đá rất đẹp ha. Bino ha, A3. Mặt đồng hồ nhỏ cho nữ ha, máy của Nhật này, Japan này. Đó. Khả năng chống nước đầy đủ. Rồi con này thiết kế cái hình mặt đồng hồ như thế này ha. Rồi em đo thì cái phần này thì nó tầm khoảng là 19 ly. Tầm khoảng là 19 mm ha. 19 mm. Rồi con này bằng đá cũng đẹp ha, giá 80. T47 ha. T47 80. 48. Đây. Con này có thương hiệu Ligin, mặt đồng hồ còn đẹp nè, sợi dây bằng thép luôn. Đó. Ha, sáng bóng đẹp nha mọi người. Ligin. Rồi con này thì mặt tròn của mình là được là 3 sen ha. Mặt tròn 3 cm. Con này 80 luôn nha anh em. T48. 80. 49 hồ nữ, mặt còn đẹp nè. Đó. Có hai viên đá hai bên ha, hai viên đá màu hồng rất là đẹp luôn. Này nó có mấy viên đá nè. Đây. Chữ này anh em, về bỏ pin mình xài. Phải đồng hồ tròn cho nữ ha. Con này 21.5 nha. 21.5 T49. 80 ha. T49 giá 80. Và mã số cuối cùng T50. Đây, con này mặt đồng hồ đẹp anh em, Pipa này, mặt màu vàng rất là đẹp ha. Màu vàng khá là đẹp, Pipa Paris. Đây. Rồi con này thì mặt của mình là mặt đồng hồ tròn 21.5 80 ha. Mã số là T50. 80.000. Rồi, Thắng xin kết thúc clip tại đây ha, và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.